Alexander là một vị vua vĩ đại. Trên đường khải hoàn, sau khi chinh phạt nhiều nước, ông đã ngã bệnh. Vào thời khắc ấy, những vùng đất ông chiếm được, quân đội hùng mạnh, những thanh gươm bén và sự giàu có không còn nghĩa lý gì với ông. Ông nhận ra rằng cái chết sắp sửa đến và sẽ không về kịp mảnh đất quê hương. Ông nói với các sĩ quan của mình: "Ta sắp rời bỏ thế gian này. Ta có 3 điều nguyện ước. Các ngươi cần phải thực hiện những gì ta bảo." Các vị tướng tuân lệnh trong dòng nước mắt. "Điều ước đầu tiên của ta là bảo thầy thuốc mang cái hòm rỗng của ta về một mình." Sau khi cố hít một hơi, Alexander nói tiếp: "Ước nguyện thứ hai là hãy giải vàng, bạc và châu báu của ta dọc đường đến nấm mồ khi các ngươi mang quan tài của ta ra nghĩa địa." Sau khi nghỉ một lúc, ông nói tiếp: "Ước muốn cuối cùng của ta, hãy đặt hai bàn tay ta ra bên ngoài của quan tài." Mọi người xung quanh đều rất tò mò, nhưng không ai dám hỏi nguyên nhân. Vị sục tướng của Alexander hôn bàn tay ông và hỏi: "Thưa đức vua, chúng thần sẽ làm theo mệnh lệnh của ngài. Nhưng ngài có thể cho chúng thần biết tại sao ngài lại muốn làm như vậy hay không?" Sau khi gắng thở một hơi dài, Alexander trả lời: "Ta muốn mọi người hiểu được 3 bài học mà ta đã học được. Để người thầy thuốc đưa cỗ quan tài về một mình là muốn người ta biết rằng một vị thầy thuốc không thể nào thực sự chữa bệnh cho người ta, nhất là khi đối diện với cái chết. Thầy thuốc hoàn toàn bất lực. Ta hy vọng mọi người sẽ học được rằng phải trân quý cuộc sống của chính mình. Mong ước thứ hai của ta là để nhắn nhủ mọi người không nên giống như ta, theo đuổi mộng giàu sang. Ta tiêu tốn cả đời chạy theo sự giàu có, nhưng ta đã lãng phí hầu hết thời gian của đời người. Mong ước thứ ba của ta là để người đời hiểu rằng ta đến thế gian này với 2 bàn tay trắng, và ta sẽ rời bỏ thế gian này cũng với 2 bàn tay trắng." Nói xong, ông nhắm mắt lại và chút hơi thở cuối cùng.